Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam vừa tổ chức hội nghị triển khai nghị quyết số 11 của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội và triển khai nghị quyết số 43/2022 của Quốc hội về chính sách tài khoá tiền tệ hỗ trợ chương trình. Đây cũng là đơn vị đầu tiên triển khai nghị quyết 11 nhằm mục tiêu sớm đưa chính sách hỗ trợ đến với các đối tượng yếu thế. Trong số 350.000 tỷ đồng gói kích thích kinh tế mà Quốc hội thống nhất đưa ra nhằm hỗ trợ nền kinh tế, thì Ngân hàng Chính sách Xã hội được giao khoảng 38.400 tỷ đồng hỗ trợ cho vay 5 nhóm đối tượng, chủ yếu là các đối tượng yếu thế bị tổn thương trong đại dịch. Có thể thấy, dù khoản tài chính phân bổ qua ngân hàng này không nhiều, nhưng trách nhiệm của ngân hàng lại không hề nhỏ. Hiện đơn vị đang có gần 6,4 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác còn dư nợ với 23 chương trình cố định và các chương trình phát sinh trong tình hình cấp bách chính phủ giao. Tại Đà Nẵng, hiện đang có trên 25.800 lượt khách hàng đang có dư nợ, trong đó 64% vay vốn tạo việc làm. Trong năm 2022 và các năm tiếp theo, thì thành phố sẽ tiếp tục dành các nguồn lực để đảm bảo an sinh xã hội, thì trong đó thì sẽ ưu tiên nguồn lực ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố để thực hiện tín dụng chính sách nhằm thực hiện tốt chương trình 4 an và chương trình 503 có của thành phố, đồng thời sẽ chỉ đạo các sở ngành nghiên cứu tham mưu các chính sách hỗ trợ đối với các hộ nghèo giai đoạn 2022-2025 theo chuẩn mới. Bên cạnh đó thì thành phố sẽ tiếp tục đề nghị Ngân hàng Chính sách Xã hội Trung ương quan tâm bổ sung thêm nguồn vốn đối ứng với nguồn vốn của thành phố ủy thác trong năm 2022 và các năm tiếp theo để hỗ trợ kịp thời cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp tục duy trì, khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm thu nhập và ổn định cuộc sống. Để triển khai nghị quyết 11 của Chính phủ, trong năm 2022, Ngân hàng Chính sách Xã hội sẽ cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm 7.000 tỷ đồng, cho vay đối với cá nhân, hộ gia đình để mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, xây mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà ở theo chính sách về nhà ở xã hội 6.800 tỷ đồng. Cho vay đối với học sinh, sinh viên để mua máy thiết bị và trang trải chi phí học tập 1.500 tỷ đồng. Cho vay chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 3.000 tỷ đồng. Cho vay đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập ngừng hoạt động ít nhất 1 tháng theo yêu cầu phòng chống dịch COVID-19 là 700 tỷ đồng. Đồng thời thực hiện hỗ trợ lãi suất 2% một năm trong 2 năm 2022-2023 đối với các khoản vay có lãi suất trên 6% một năm với dư nợ khoảng 3.000 tỷ đồng. Trong thời gian chờ Ngân hàng Chính sách Xã hội phân bổ nguồn lực và hướng dẫn thủ tục cho vay, thì các chi nhánh ngân hàng địa phương vẫn tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình cho vay cố định theo kế hoạch vốn phân bổ năm 2022. Theo định hướng của Ngân hàng Chính sách Xã hội Trung ương cũng như của Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Thành phố, thì dự kiến kế hoạch năm 2022 của Ngân hàng Chính sách Thành phố thì dự kiến tăng trưởng là tối thiểu là 10%. Như vậy nguồn lực này không chỉ từ Trung ương và cũng cần phải có cái nguồn lực từ địa phương để ủy thác qua Ngân hàng Chính sách. Thì có như vậy thì chúng tôi mới đáp ứng cơ bản với các đối tượng mà năm 2022 mà chúng tôi trên tinh thần là chuẩn bị. Hơn 20 năm hoạt động, Ngân hàng Chính sách Xã hội đã thiết lập, duy trì và hoàn thiện mô hình tổ chức quản lý đặc thù, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn đất nước. Hiện nay, hoạt động ủy thác thông qua các tổ chức chính trị xã hội đang được triển khai thực hiện tốt với 10.429 điểm giao dịch xã, gần 170.000 tổ tiết kiệm và vay vốn, đảm bảo an toàn, hiệu quả, nhất là trong bối cảnh dịch COVID-19 tiếp tục tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân, kịp thời đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Với nghị quyết 43 của Quốc hội và nghị quyết 11 của Chính phủ, Ngân hàng Chính sách Xã hội sẽ tiếp tục bám sát các chỉ đạo của Chính phủ, phối hợp với các bộ ngành địa phương để tổ chức thực hiện hiệu quả.